Đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Hương em, anh cũng muốn vô, sợ truông nhà hồ, sợ phá tam giang. Quý vị và các bạn thân mến, trong kho tàng ca dao dân ca Việt Nam rất là nhiều bài thơ, bài nhạc ngợi ca về xứ Huế. Trong đó, cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh khi đi cùng với nhà thơ Tô Thùy Yên lần đầu tiên và tại vùng phá tam giang với ông trên một chiếc trực thăng, khi cũng từ đó bài thơ Chiều trên phá tam giang đã được chú phổ lại thành một bản nhạc nổi tiếng đương thời, hát về cuộc đời của một người lính chinh chiến. Hôm nay Mỹ Ngọc mời tất cả quý vị các bạn cùng nhau thưởng thức lại bài hát Chiều trên phá tam giang. Đại
răng cho nên hàm răng em trắng đẹp. Vậy chứ anh không có lại gần á, sao biết áo em thơm rơm nè. Chứ không biết không ưa thì làm sao người ta dám tỏ tường, thì làm sao dìa phùng hiệp. Làm sao dìa phùng hiệp hai đứa mình hứa đôi. Oh,
vẫn không phải là đời con muốn. Con sống trong nhà ấy, nhà ấy số nghiêng tình đẹp bối sống. Hậu giang anh cùng em xin giữ cho bền, đẹp như bông lúa chín con sông phù sa thơm phức, như áo mặc thơm mùi rơm cho tình là tình mong. Ơi tình theo con nước lên, cho tình là tình thêm xanh. Ơi tình duyên em với anh. Nè anh biết không, những đêm trăng sáng trên sóng nước á, em nhớ câu giọng cổ của anh lắm. Anh biết rồi, anh sẽ về thưa với ba mẹ, xin cưới em nha. Tình đẹp hậu giang, anh cùng em xin giữ cho bờ.
Mình thì anh lắm.
cho tôi kiện hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói, là cây đắng người mà mình thì tại